Và Hoài bây giờ Hoài sẽ tẩy cái lớp mà chúng ta vừa mới ủ than hoạt tính đi để xem là tác dụng của nó như thế nào nhá. Hoài sẽ vì là ngồi ở đây cho nên là Hoài sẽ sử dụng bông tẩy trang để tẩy đi để cho mọi người thấy được. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ thì Hà Nội, trời Hà Nội cũng đang vào mùa hè rồi. Và cái đợt này thì thực sự là cái đợt mà nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội luôn. Và mỗi khi mà ra ngoài đường ý, thì trời rất là nắng và Hoài thì rất là sợ đen. Chưa kể là cái thời gian mà mình còn đi chơi thể thao ở ngoài trời nữa. Cho nên là trong cái mùa hè này rất là may là Hoài đã tìm được một bộ sản phẩm có thể cứu cho làn da của mình. Và đặc biệt là với những chị em mà chúng ta còn đi biển vào mùa hè này nữa, mình sẽ còn diện những bộ bikini rất là sexy này và quyến rũ. Thế nên là không thể nào mà chỉ vì mùa hè, cái nắng nóng của mùa hè mà có thể làm đen sạm đi làn da của chị em chúng ta, đúng không? Thế nên là ngày hôm nay Hoài sẽ chia sẻ với mọi người một bí quyết để có thể giữ cho làn da của chúng ta trắng sáng mịn màng trong suốt cả mùa hè này. Đó chính là bộ sản phẩm này đây. Bộ sản phẩm này có tên là Skin AEC. Và bây giờ thì Hoài sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng từng bước của cái sản phẩm này một nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tắm bằng cái sữa tắm này. Cái sữa tắm này thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta loại bỏ đi được những cái bụi bẩn này và giúp cho làn da của chúng ta mịn màng hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm sữa tắm bình thường. Và trước khi sử dụng cái bộ sản phẩm này thì bước đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái sữa tắm hàng ngày này nhá. Và trước khi hướng dẫn cho mọi người sử dụng bộ sản phẩm này thì Hoài đã có tắm rồi, cho nên là Hoài sẽ sử dụng bước tiếp theo cho mọi người. Đó chính là cái bước ủ trắng bằng than hoạt tính này. Hoài sẽ đưa một cái lượng than hoạt tính này lên da và ủ trong vòng 30 phút. Và sau đó thì mọi người sẽ thấy được cái sự hiệu quả như thế nào. Bây giờ Hoài sẽ test lên một cái cánh tay của Hoài nhá. Cái bộ sản phẩm này thì Hoài cực kỳ yên tâm về chất lượng, bởi vì là đây là bộ sản phẩm mà được nhập khẩu nguyên liệu Hàn Quốc 100%, cho nên là hoàn toàn là yên tâm cho các làn da, mà kể cả là những cái làn da mà nhạy cảm hay là mỏng. Mùi thì rất là thơm và dễ chịu. Đây mọi người có thể thấy, đây Hoài đang test lên cái phần tay của Hoài mà mùi rất là thơm luôn ý. Hoài rất là thích cái mùi này. Và ở trong những cái than hoạt tính này, mọi người có thể thấy những cái bụi than nhỏ li ti này thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta tẩy đi những cái tế bào chết và những cái sắc tố làm đen da, đẩy những cái sắc tố làm đen da ra khỏi da của mình. Chúng ta sẽ ủ như thế này trong vòng 30 phút. Hoài thì Hoài không có bán sản phẩm này nha mọi người. Hoài chỉ cảm thấy là sản phẩm này rất là tốt và muốn tư vấn cho chị em chúng ta trong cái mùa hè này. Thế nên là những chị em nào mà quan tâm đến sản phẩm thì mọi người hãy để lại số điện thoại để cho các chuyên viên có thể tư vấn cho làn da của các chị em nhé. Và đồng giá của những cái lọ sản phẩm này thì có giá là 490.000 đồng một chai. Thế nhưng mà khi mà mọi người, nếu như mọi người mua combo 3 sản phẩm này thì mọi người sẽ được tặng một chai sữa tắm. Thì giá combo còn bao nhiêu ta? 1.470.000 thôi thì sẽ rẻ hơn. Rẻ hơn là nếu như mà mọi người mua lẻ. Và đương nhiên là khi mà chúng ta mua một bộ sản phẩm ấy thì cái chất lượng của nó, cái hiệu quả khi mà mọi người sử dụng cả một bộ sản phẩm sẽ tốt hơn là mọi người chỉ sử dụng lẻ từng sản phẩm một, tiền nào của đấy ấy. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể là vừa yên tâm về chất lượng mà vừa có thể tiết kiệm hơn về giá cả nữa. Và Hoài bây giờ Hoài sẽ tẩy cái lớp mà chúng ta vừa mới ủ than hoạt tính đi để xem là tác dụng của nó như thế nào nhá. Hoài sẽ vì là ngồi ở đây cho nên là Hoài sẽ sử dụng bông tẩy trang để tẩy đi để cho mọi người thấy được. Thế là sau 30 phút mọi người có thể thấy không? Nó đã có sự khác biệt rồi đây này. Đấy, mọi người có thể thấy ở trên cái phần tay này, lúc nãy thì Hoài không có test nhá, và ở dưới này thì lúc nãy Hoài có test, thì mọi người có thể thấy cái sự khác biệt về màu sắc. Nó sẽ chênh lên một chút, nó chênh tông lên một chút, bởi vì đương nhiên là cái sản phẩm của chúng ta nó không phải là như những cái sản phẩm mà kem trộn hay là cái kem tẩy mạnh để mà nó có tác dụng ngay lập tức. Nhưng mà
Bởi vì cái sản phẩm đấy rất là an toàn cho da, và mọi người có thể thấy được là cái da của mình nó sẽ bật tông lên từ từ và rất là an toàn cho da. Đây, mọi người có thể thấy này. Nó sẽ có một độ chênh nhẹ. Mọi người thấy không? Và sau khi mà mọi người sử dụng cái sản phẩm này đều hàng ngày ý, thì mọi người sẽ thấy sự khác biệt rất là rõ ràng. Còn ở đây thì mọi người đã có thể nhìn thấy cái sự khác biệt phần nào đó ở cái phần mà Hoài test và cái phần mà đây, ở phần này Hoài không test và phần này Hoài có test. Đó, và Hoài cũng chỉ muốn nhắc lại với mọi người một lần nữa, đó chính là cái việc mà chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí cho cái bộ sản phẩm này. Bởi vì nếu như mà chúng ta mua một từng chai một lẻ ấy, thì là giá cũng chỉ là có 490 ngàn đồng thôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta mua combo 3 cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái chai sữa tắm này nữa. Cái chai sữa tắm này thì nó không phải là như những cái sữa tắm thông thường. Đương nhiên là khi chúng ta người ta làm một bộ sản phẩm rồi thì bao giờ cũng sẽ có những cái sự hiệu quả nhất định khi mà chúng ta dùng cái bộ sản phẩm đấy, đúng không nào? Cho nên là khi sử dụng cái sữa tắm này thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta tẩy đi những cái tế bào chết và làm cho da của chúng ta mịn màng hơn rất là nhiều so với những sản phẩm thông thường. Và đương nhiên khi mà sử dụng cùng một dòng sản phẩm thì tác dụng của nó sẽ tốt hơn hoàn toàn so với những sản phẩm khác. Đó, và khi mà chúng ta đã ủ trắng cái than hoạt tính xong thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái, bây giờ Hoài đang là ban ngày cho nên là Hoài sẽ sử dụng cái kem dưỡng trắng da ban ngày. Cái kem dưỡng trắng da ban ngày này thì ngoài cái tác dụng là dưỡng ẩm, dưỡng trắng cho làn da của chúng ta mịn màng thì nó còn có tác dụng đó chính là bảo vệ làn da của chúng ta khỏi ánh nắng mặt trời, tránh những cái tia có hại cho cái làn da của chúng ta. Bây giờ thì Hoài sẽ test tiếp cái kem dưỡng trắng này lên da cho mọi người nhìn nhé. Và Hoài không có bán sản phẩm này nha mọi người. Nếu như mà mọi người quan tâm đến sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại để cho các chuyên viên có thể tư vấn cho các bạn một cách chính xác nhất về sản phẩm này, về cũng như là về tình trạng làn da của các bạn. Bởi vì da của chúng ta thì mỗi người khác nhau, và đương nhiên là cái việc sử dụng hiệu quả nhanh hay chậm cũng còn tùy vào cơ địa của từng người nữa. Hoài thì Hoài rất là thích cái kem này bởi vì là nó không như những cái kem bình thường, như mọi người dù hay dùng những cái kem trôi nổi, kem trộn ý, thì thường nó sẽ để lại vân kem này. Nhưng mà cái kem này ý, thì chúng ta sẽ không bị vân kem, không bị bết dính mà rất là mịn và ăn vào làn da của mình. Và nhất là ở trong cái trời này khi mà mồ hôi ra nữa thì kem cũng sẽ không bị dính vào quần áo này, hay chúng ta ngồi ở trên ghế, ngồi sofa cũng sẽ không bị lây cái kem, dính kem đấy ra. Nên là hoàn toàn có thể là tự tin khi mà diện những cái trang phục tối màu, mọi người hoàn toàn có thể tự tin nhé. Và một ngày thì Hoài cũng thường bỏ ra khá là nhiều thời gian để dưỡng da, bởi vì là cái công việc của mình thì thường xuyên phải ra ngoài trời này, thường xuyên đi quay, cho nên là lúc nào cũng phải giữ cho cái làn da của mình được mịn màng, trắng trẻo, hồng hào thì mới xinh xắn, đúng không? Đó, mọi người thấy không? Mọi người có thấy sự khác biệt không? Khi mà chúng ta đã dưỡng kem tiếp cái lớp kem này. Đó. Sự khác biệt hoàn toàn mọi người có thể thấy. Đó là cái kem dưỡng ban ngày. Và ban ngày thì trước khi mọi người ra ngoài ánh nắng mặt trời thì chúng ta sẽ sử dụng cái kem này thoa lên trước 20 phút trước khi mà chúng ta đi ra ngoài để có thể bảo vệ được cái làn da của chúng ta dưới ánh nắng mặt trời. Còn với ban đêm ý, thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm, đây là kem dưỡng trắng da ban đêm mọi người nhé. Trước khi đi ngủ, sau khi mà chúng ta tắm xong thì mọi người sẽ bỏ ra khoảng tầm 5 đến 10 phút để thoa kem lên toàn bộ cơ thể thôi, để cho da có thể thẩm thấu được những cái tinh chất dưỡng trắng da vào ban đêm. Đó, và cả một bộ sản phẩm cực kỳ chất lượng và an toàn như thế này với nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc thì chỉ có giá là 1.470.000 đồng mọi người nhé. Đó đương nhiên là giá mà mọi người mua combo 3 sản phẩm và mọi người được tặng một chai sữa tắm thì mới có giá hời như thế thôi. Còn nếu như mà mọi người mua từng sản phẩm một thì giá của từng sản phẩm là 490.000 đồng. Nhưng mà Hoài thì Hoài luôn khuyến khích mọi người là có thể mua đầy đủ một bộ sản phẩm như thế này. Thì khi mà chúng ta sử dụng đầy đủ một bộ sản phẩm ấy thì cái bộ sản phẩm đấy nó mới thực sự mang lại cái hiệu quả cho làn da của chúng ta. Mọi người có thể nhìn thấy cái làn da của Hoài. Đây là cánh tay mà Hoài đã test này. Sau khi mà ủ than hoạt tính là chúng ta đã thấy là da được bật tông lên rồi. Và sau khi thoa kem nữa thì mọi người có thể thấy này,
trắng mịn và cái kem nó ăn vào da, nó không có hề bị vân kem hay là bết dính như những cái kem kém chất lượng. Và những bạn nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì hãy nhớ để lại số điện thoại để các bạn chuyên viên có thể tư vấn mọi người nhé. Đó, vậy là Hoài đã chia sẻ cho mọi người cái bí kíp để làm sao có thể dưỡng trắng da ở trong cái mùa hè này. Và đây, mọi người có thể nhìn lại một lần nữa toàn bộ bộ sản phẩm này. Không chỉ chất lượng mà bao bì về sản phẩm cũng rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng và đẹp nữa. Đặc biệt là về mùi thơm, Hoài rất là thích cái mùi thơm dịu nhẹ của bộ sản phẩm này, từ sữa tắm này cho đến than hoạt tính hay là kem dưỡng trắng da ban ngày hay là kem dưỡng trắng da ban đêm đều có một mùi thơm rất là dễ chịu. Còn bây giờ thì Hoài sẽ kết thúc cái video này ở đây, và các bạn hãy nhớ để lại số điện thoại để cho các chuyên viên có thể tư vấn cho mọi người một cách chính xác nhất cho làn da của mọi người trong mùa hè này nhé mọi người nhé. Tạm biệt mọi người.